Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính. Và hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài điệu tiếng hay còn gọi là sampler trên đàn SX900 và đàn organ keyboard Yamaha S775. Điều đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình đó chính là một cái USB có chứa dữ liệu. Rồi sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài dữ liệu nha. Rồi và sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài dữ liệu điệu tiếng hay còn gọi là sampler trên đàn Yamaha S775 trước nha. Thì đầu tiên các bạn còn chuẩn bị đó chính là một cái USB. Đây cái USB. Và đặc biệt các bạn chú ý là USB phải có chứa dữ liệu nha các bạn. Thì trước tiên thì mình cắm cái USB vào cái cổng ngoài sau cây đàn S775. Thì trên màn hình nó sẽ hiển thị là Device Connect, có nghĩa là USB đã được kết nối với lại đàn rồi. Rồi các bạn chú ý để cài được dữ liệu thì các bạn nhấn vào nút Function. Đây Function nằm bên tay phải của góc màn hình. Đây nó có hai cái tab, menu 1 và menu 2. Để di chuyển thì các bạn nhấn tab, tab qua. Đây. Mình chọn ở cái menu 2 và các bạn nhấn vào nút các bạn thấy cái chữ này, Back Interaction. Đây các bạn chọn vào nút F, chữ F bên đây. Bên tay phải nha. À, và sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài dữ liệu trên SX900 và S775 của Yamaha. Rồi, đây là cái đàn S775. Đây, chữ S75 thì mình chọn vào cái file S75. Đây. Đó, các bạn có thể theo dõi này, ABC. Đây các bạn, đây là 75 thì nó nằm nút chữ A, các bạn nhấn vào đây. Rồi, ok. Install. Install thì các bạn theo dõi ở dưới nó có hai cái nút này. Đấy, theo dõi số 6 này. Các bạn chọn số 6 nút ở dưới nha. Đây đây install. Rồi. Sau đó các bạn bấm OK. Rồi OK tiếp một lần nữa. Chữ G. Đây. Rồi OK. Rồi chờ máy chạy là xong. Rồi. Khi mà đàn đã chạy xong thì các bạn nút OK để nó khởi động lại nha. Rồi sau khi đàn đã khởi động xong thì các bạn nhấn vào nút User. Để vào User điệu thì nó nằm bên tay trái. Còn User tiếng nó sẽ nằm bên tay phải. Rồi các bạn theo dõi nha. Mình nấm nút User. Đây nó sẽ hiện ra cái folder. Các bạn nhấn vào chữ A. Rồi để nghe thử cái điệu thì các bạn nhấn vào một cái điệu bất kỳ nha. Rồi các bạn bấm nút Start. Đấy, để mình mở cho các bạn nghe thử một vài điệu. Đây cái trang điệu dữ liệu bên mình nha. Đấy, một số điệu rất là hay. Vina House thử xem. Rồi, về phần tiếng thì các bạn bấm nút User bên tay phải. Bấm bầu nè. Rồi tiếng saxophone các bạn nghe thử. Tiếng saxophone này khá là hay, mình nhấn mạnh thì nó sẽ có một cái đoạn luyến lên nha. Đấy các bạn nghe chưa? Hay tiếng chanh nè. Đấy guitar lick. Nó còn nhiều tiếng, các bạn có thể đến showroom của nhạc cụ Minh Phụng để trải nghiệm cái bộ tiếng cũng như là bộ điệu này nha. Đó, mình vừa hướng dẫn cho các bạn cài điệu xong trên cái đàn S775. Rồi sau đây mình xin hướng dẫn các bạn trên cái đàn SX900. Đầu tiên, cũng giống như đàn organ keyboard S775 thì các bạn cắm USB vào đàn. Mình thoát hết. Khi đã cắm vào rồi thì màn hình nó sẽ hiển thị là USB Device Connect, có nghĩa là đã kết nối với lại USB rồi. Thì cũng đơn giản thôi, giống như đàn organ 75 thì các bạn bấm vào nút menu. Trên kia thì các bạn bấm vào nút Function.
Rồi, các bạn cũng ấy vào, nhấn vào cái nút, các bạn cũng nhấn vào cái nút menu 2 như là cái menu 5. Đặc biệt thì cái này nó khác hơn các dòng S trước, đó chính là nó có một cái folder để các bạn nhấp vào là expansion. Đấy. Đấy, ở đây nó hiện ra một cái giao diện. Rồi, để cài được dữ liệu thì các bạn ấn vào cái chữ back iteration. Nó sẽ hiện ra cái mục các bạn cài. Đây là cái file mình đã chép vào USB rồi. Thì đây nó sẽ hiển thị. Đây các bạn muốn cài thì các bạn nhấn qua. Và nó hỏi là đây bắt đầu để cài đặt. Các bạn ấn OK. Các bạn muốn nút OK, Continue. Rồi, OK tiếp. Rồi, chờ cho đến khi nào nó cài xong. Sau khi cài đặt xong, các bạn ấn OK để khởi động lại máy. OK. Sau khi cài đặt xong thì điều tiếng mới nó sẽ nằm ở trong hai cái nút User bên trái cũng như cái dòng khác, thì dòng SX900 này cái phần nút User điệu nó cũng nằm bên tay trái và cái phần nút User tiếng nằm bên tay phải. Đây, User bên phải. Rồi, các bạn bấm vào cái file, đây là cái file dữ liệu bên mình. Mình có thể theo dõi rõ hơn. Mình mở thử một cái điệu cho các bạn nghe nha, EDM. Đấy, mở thêm một vài điệu nữa, mở thêm một cái điệu nữa. Cha 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 thử xem. OK, còn tiếng thì sao? Các bạn bấm vào nút User để test tiếng. Đây, cái tiếng guitar. Đấy. Bên cạnh đó thì nó còn rất là nhiều tiếng nha các bạn. Rồi. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài điệu tiếng hay còn gọi là simler trên đàn organ keyboard Yamaha S75 và SX900. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và nếu các bạn đang tìm một bộ simler chất lượng cũng như là một bộ simler để dành đi show thì các bạn có thể liên hệ với chúng mình qua số điện thoại mình có để bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.